vợ cũ Bằng Kiều tiết lộ mong ước trong năm mới, vẫn giữ một việc trong nhiều năm qua. Vợ cũ Bằng Kiều dạy các con luôn biết trân trọng những giá trị truyền thống. Tri Di Phương Trinh được chú ý nhiều hơn cả khi kết hôn với ca sĩ Bằng Kiều vào năm 2000. Từng có chuyện tình đẹp, cả hai quyết định đường ai nấy đi trong sự tiếc nuối của khán giả. Không đồng hành cùng nhau nhưng cả hai coi như tri kỷ, giữ mối quan hệ tốt đẹp sau chia tay. Tri Di Phương Trinh súng xính lên đồ cùng ba quý tử đón Tết. Trên trang cá nhân, vợ cũ Bằng Kiều đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc cùng ba quý tử đón Tết. Tết đến xuân về. Tri Di Phương Trinh mong ước gia đình bình an, nhiều sức khỏe. Bốn mẹ con diện trang phục áo dài đậm vị Tết truyền thống. Nữ ca sĩ bày tỏ, điều mong muốn của tất cả người lớn trong gia đình là bốn anh em được ở bên nhau. Tết năm nay em Bentley ở bên kia bờ đại dương nên không chụp hình chung với Mama Trinh và các anh được nên đành phải ghép hình em vào cho đủ bộ. Trắc Kiên. Đáng lẽ mẹ của Bentley cũng có một cái áo như Mama Trinh nhưng nàng cứ sợ mặc áo dài nhìn béo nên không chịu may. Người nhỏ nhắn xinh như thế mà cứ sợ béo là sao không biết nữa. Chứ không thôi thì tấm hình này sẽ có 6 người mặc áo giống nhau chứ không phải 5. Hôm nay là mùng 1 Tết bên Mỹ. Xin thương chúc gia đình gần xa, bạn bè, anh chị em nghệ sĩ, khán giả, đồng bọn ở khắp nơi một năm mới sức khỏe dồi dào, làm ăn phát tài, công việc thuận lợi, gia đình hạnh phúc và cuộc sống luôn bình an. Vợ cũ Bằng Kiều tiết lộ thêm, vẫn giữ phong tục chúc Tết từ khi ba anh em còn nhỏ. Ba chàng trai họ Nguyễn Bằng xin gửi lời chúc mừng năm mới đến các ông bà và cô chú và anh chị. Hy vọng năm sau sẽ có thêm em Bentley ngoẻn cùng đứng chúc Tết với các anh cho đủ bộ. Vào nghề đã hơn 3 thập kỷ nhưng Tri Di Phương Trinh vẫn giữ trọn được tình yêu thương của khán giả. Sở hữu lượng fan đông đảo. Nữ ca sĩ sinh năm 1966 và từng là một ca sĩ hải ngoại được nhiều người chú ý trên sân khấu. Cô là một nghệ sĩ có phong cách gợi cảm, vũ đạo sexy và giọng hát máu lửa. Cách dạy con của nữ ca sĩ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.